Trung xin chào tất cả anh em nhé. Này Trung làm cái video thực tế này, đang bán cái con càng kéo Honda nhé anh em. Hôm trước thì trên mấy cái video trước thì nó có xuất hiện rồi, hôm nay Trung có cái dịp mang ra dùng này, mang ra dùng sẵn test rồi chạy thử rồi kéo luôn cho anh em cảm nhận cái công việc của nó làm được nhé. Cái con này thì Honda càng đảo thì anh em lắp bông sới vào cũng có thể làm sới nhảy bình thường nhé. Những cái con Honda RF này thì sới nhảy hoặc là quay càng quay đầu ngược lại nó làm được cũng khá là nhiều việc, mà ở chỗ Trung thì cứ thông thường là kéo thôi, vì lý do là hàng hóa đi đến đầu ngõ, những cái món hàng nặng xe cẩu lớn không có vào được thì bắt buộc phải tăng bo vào thôi. Hôm nay thì đột xuất về một cái thùng, đang giả một cái thùng rửa xe nhé. Thùng này nó nặng khoảng tấn 3, khoảng đấy, không chắc lắm, cũng có thể tấn 4 không chừng. Dài 3 mét mấy này, một cái đầu nén với cái cuộn dây bơm thủy lực gì các thứ, motor thủy lực gì này, để cuốn ống này. Rồi đây một cái két nước cả mét vuông, một cái đầu nén này, đường kính khoảng 6 tấc, 8 bê tông hướng kính nha. 8 bê tông hình sao này, con này áp của nó là 8.000 PSI, hardbend của hàng này. Đây, 8.000 PSI, 550 kg này, siêu áp để nén xịt rửa đấy nè. Mua cái đầu nén với cái khung này thôi, cái động cơ bỏ lại rồi. Vấn đề chính là bây giờ test cái con càng RF bé tí teo này, đang kéo một tấn mấy nha. Tất nhiên là đường phẳng nha anh em, chứ không có kéo đường dốc nổi đâu, trên đường phẳng mình đi được này. Trung chạy vào một đoạn rồi mới tắt làm video. Đấy. Dài lằng ngoằng luôn, không có chỗ đứng để lái nữa, hoàn toàn không có chỗ đứng để lái, mình cũng không biết đứng lái kiểu nào nữa. Không lẽ dắt bộ vào mà. Đấy anh em thấy nó kéo được đấy. Rồi Trung kết thúc cái video, anh em xem video có nhu cầu sử dụng một cái con càng đầu kéo nho nhỏ để làm cái công việc ở trong vườn gì đấy, tận dụng làm sới nhảy này, hay là đóng một cái treo lơ nho nhỏ để kéo hàng này. Mình đang kéo quá sức chịu đựng của nó rồi, đang để găng ti cho nó tự bò đấy anh em, để làm video đấy. Là anh em có chế được cái con để làm một cái công việc gì khác đó thì tùy ý mỗi người thôi. Cái con này thì cái càng nó đảo ra trước bình thường nhé nè, đầy đủ tính năng của một cái đầu kéo hết, hàng Honda mà, giật rất nhẹ, rất nhạy nổ. Rồi Trung kết thúc video à, anh em có đúng nhu cầu sử dụng thì liên hệ nhé.